ông già liên tục gọi xeo hô kim xeo hô min chan bực bội mắng mẹ kiếp ngươi làm tệ vãi cậu đẩy ông già nằm xuống rồi vỗ vỗ vào mặt hắn dạy dỗ ông già ta hiểu vì đây là lần đầu tiên của ngươi nhưng cứ để người khác hưởng hết sự vui vẻ thì không phải phong cách của ta trong khi min chan chủ động ông già lại gọi kim xeo hô lần này cậu túm chặt lấy miệng hắn mà cảnh cáo thử gọi như thế lần nữa xem ta sẽ khiến ngươi biết cảm giác bị rút lưỡi là như thế nào ông già sau một lúc chịu đựng cuối cùng cũng lật ngược tư thế mãnh liệt mà tấn công mặc cho Min Chan đấm vào lưng hắn. Cậu biết rằng, với cái thể chất này của hắn thì khó mà kết thúc trong một, hai lần. Bên ngoài cánh cửa, có bóng dáng ai đó, thì ra đó là đàn anh, anh ta đang lén lút nhìn vào bên trong, với khuôn mặt lạnh lùng khó đoán. Sáng hôm sau, Min Chan tỉnh giấc, trong khi ông già nằm bên vẫn còn đang gáy khò khò. Cậu nghĩ cơ thể mình sẽ đau nhức lắm, nhưng thật kỳ lạ là toàn thân lại khỏe vô cùng. Min Chan vệ sinh cá nhân, trong khi đó, ông già cứ nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi giói đến mang tai. Cho đến khi cậu sấy tóc, ông già vẫn thích thú nhìn cậu và cười như thế. Minh Chan không thể nhịn được nữa mà túm lấy áo hắn và hỏi, sao từ sáng tới giờ cứ liên tục nhìn ta chằm chằm, với cái bản mặt hãm tài đó vậy? Ông già giả nai nói, đâu có, vì vợ chồng chúng ta đã động phòng nên ta đang nghĩ xem chuyện trả thù nên tính sao. Nghe cái gì mà động phòng, trở thành vợ chồng, Minh Chan hoang man vô cùng. Ông già xoa xoa nắn nắn và nói thêm, dù là thế giới nào, thì ta cũng không muốn đối xử lạnh lùng với cô dâu mới vào ngày đầu sau đêm tân hôn đâu. Lỡ như ngươi mang thai rồi thì biết làm sao, Kim Seo ngay lập tức vợ mới nhận của hắn đấm cho hắn một phát vào mồm ông già la làng ngươi sao ngươi dám khuôn mặt quý giá của ta đây là lần thứ hai rồi đấy minh chan lạnh lùng cảnh cáo ta sẽ nói lần cuối câm mồm lại và nghe đây chỉ cần gọi ta là kim seo hô một lần nữa thôi thì ngươi chết chắc nói nhảm về vợ chồng gì đó một lần nữa thì ta cũng cho ngươi đi chầu ông bà đấy ông già vẫn cố chấp nhưng mà nhưng nếu đã động phòng thì đã chính thức trở thành vợ chồng minh chan bất lực chửi đệt động phòng cái khỉ gì nếu làm có tí là phải thành hôn thì ta đã đổ đầy một cái giếng bằng rượu giao bôi rồi ông già sốc đến mức trợn tròn mắt hắn lao vào quánh tay đôi với min chan sao ngươi dám sao ta có thể để yên cho ngươi được chứ min chan đáp trả ngươi nói thẳng ra đi lý do ngươi định trả thù là vì đã phải thủ tiết một nghìn năm năm đúng không ông già đốt chát lại ồn quá ngươi đã nói mình chỉ có mình ta cơ mà đồ phóng túng âm hồn của cô bé súng răng đứng lấp ló ngoài phòng muốn hỏi gì đó nhưng chỉ có thể nhìn bọn họ chẳng nhau min chan chỉ vào bức tranh và hỏi vậy nên nhóc muốn tìm ba trước khi siêu độ nhưng không biết ông ấy ở đâu sao cô bé mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh minh trang nghĩ ngay cả giọng nói cũng không thể phát ra rõ ràng nhỉ sức mạnh linh hồn yếu ớt đến mức đó cứ giữ mãi tấm hình mà không hề làm mất có lẽ xem là quyến luyến liệu nó có trở thành manh mối về ký ức chứa đựng trong linh hồn không ta minh trang lấy tấm hình và mỉm cười nói với cô bé ta biết rồi dù không nghĩ ra được gì ngay cũng không sao vì những lúc thế này mới cần tới thầy bói đúng không cô bé lúc này cũng cười tươi đáp lại Min Chan bấm điện thoại gọi cho ai đó, tuy nhiên chỉ có dòng tút tút vang lên liên tục. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cậu nghĩ, đi làm rồi sao, anh ấy rất giỏi xem bói, hai đêm qua anh ấy đã để ý mình vắng mặt. Ông già ngồi thù lù một góc, trừng mắt hỏi, ngươi ngủ với cả tên đó à? Min Chan chực một tiếng chán ghét nói, nếu ngươi muốn nói mấy lời buồn nôn đó thì vào phòng mà nhăn nhó. Ngồi đây với khuôn mặt u ám như thế làm đứa trẻ sợ đấy. Ông già trả treo, không phải do mặt, mà là sức mạnh đã hồi phục ít nhiều nên khí lực xua đuổi quỷ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ta ra thì nhà ngươi đã qua đêm cùng bao nhiêu người rồi hả? Min Chan không thèm quan tâm, tự nói chuyện một mình, đành phải tự mình đích thân tìm ba cho đứa trẻ thôi. Ông già càm ràm, ngươi hay tỏ thái độ chơi chán rồi bỏ, với con cá đã bắt được đúng không? Min Chan kéo ngăn tủ tìm kiếm thứ gì đó, ở đây thì phải. À, đây rồi. Ông già là ó, đừng có làm lơ ta một cách tự nhiên như thế. Min Chan lấy ra một chiếc bát bằng gốm, cái này chắc là được. Cậu đặt nó xuống sàn, sau đó lắc lắc chiếc bình bằng đồng. Cậu vừa đổ rượu vào chiếc bát và nói: thông thường chuyên môn của mình là đánh đấm hơn là bói toán nhưng lâu rồi tình trạng sức khỏe mới tốt thế này vậy nên hãy chịu hồi thần thổ địa chút ha nói rồi cậu tháo chiếc bình ra đổ thứ chất lỏng màu đen lên tay mình hai bàn tay siết chặt vào nhau từng giọt chất lỏng cứ thế nhỏ từng giọt tí tách xuống chiếc bát gốm cô bé súng răng ngạc nhiên nhìn từng động tác của cậu gió từ đâu đó đột ngột thổi đến ở hai bàn tay nắm chặt của min chan dần dần xuất hiện một bàn tay to vô hình nắm lấy rồi bất ngờ một vị thần xuất hiện min chan kính cẩn nói diện kiến vị thần xưa khi hai bàn tay ấy nắm chặt thứ chất lỏng màu đen tiếp tục rơi xuống bát kỳ lạ là thứ chất lỏng đó từ từ hòa tan vào chiếc bát gốm trắng minh chan đọc được vị trí hiển thị trên đó hướng đông nam khoảng 20 km không phải người sống nếu là một hồn ma lang thang thì sẽ tìm ra ngay thôi Min Chan bỗng dưng giật mình khi vị thần đó chạm vào xoa đầu cậu. Cơ thể cậu lò đảo khó hiểu, gì vậy? Cậu tự nhủ, sao tự dưng lại làm thế này? Mình đã làm gì sai sao? Vị thần kia cất tiếng, cứ làm vậy đi, ngay cả thứ bản thân đánh mất là gì ngươi cũng không biết. Dù ngươi đã đánh mất quyền uy nhưng ta thấy được cuộc hành trình mà có lẽ ngươi sẽ bước đi. Ngươi đã sẵn sàng để dẫn dắt số mệnh của mình rồi. Nói rồi, vị thần đó buông tay ra và biến mất, mặc cho Min Chan khó hiểu hỏi, ý ngài là? Cậu bất động nhìn vào khoảng không một lúc, ngẫm nghĩ về lời vừa rồi. Trời sẩm tối, ông già chán nản nói, còn nghĩ theo tiên tri thì sẽ nói ra lời vĩ đại thế nào, nhưng bất cứ ai cũng có thể nói ra những lời mơ hồ như vậy. Min Chan đáp lại, nếu ngươi vô lễ thì sẽ bị trừng phạt đấy, thần thủ địa mà nổi giận thì đáng sợ lắm ông già cao có ý ta là đừng đưa tay ra cho bất cứ ai chỉ vì để tìm một hồn ma lang thang như thế người đó không biết có phải vì không phải con người nên không đồng cảm được hay không làm gì có mối quan hệ nào phức tạp hơn ba mẹ và con cái dù là lần cuối nhưng vẫn muốn gặp lại dù chỉ một lần thì đâu phải là tình cảm thoáng qua ông già nghe thế thì cũng không nói thêm gì nữa những ký ức khi hắn còn là một đứa trẻ ùa về khi ấy hắn chỉ biết nắm chặt lấy tay người đó tin tưởng mà đi theo người đó để rồi bị chính người mà cậu yêu thương tin tưởng nhốt vào trong chiếc chuông một mình cô độc vì không thể thoát ra hắn nắm lấy bàn tay mình và nói dù có trân trọng thứ như máu mủ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì Min chan thở dài cũng đúng ngươi thì biết về tình cảm gia đình chắc nói thì cũng chỉ tổ đau miệng đột nhiên ông già phản ứng dữ dội nắm lấy tay minh chan và lớn giọng đừng nói với ta kiểu đó ngươi biết gia đình mà ta thật lòng chấp nhận là ai mà tại sao ngươi lại nói như thể không biết có thứ quan trọng hơn danh nghĩa ruột thịt chứ minh chan bực bội hất tay hắn ra ta đã nói bao nhiêu lần rằng ta không có ký ức đó rồi Ta đã bảo dù ngươi nói như vậy thì ta cũng không nhớ ra gì hết rồi mà. Thằng ngươi chính miệng nói ra chuyện về Kim Seo hồ. Ông già chặn lời, nếu ngươi không tự mình nhớ ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Những thứ chúng ta đã cùng nhau thấy, những việc từng cùng nhau trải qua, tất cả. Dù ta nói đi chăng nữa, nếu ngươi không nhớ ra thì ngươi chỉ còn. Hắn khựng lại dây lát và nói, chỉ còn là ký ức của riêng ta thôi. Ngay khi ấy, có một luồng gió mạnh thổi từ phía sau hai người. Ba con cô bé cũng bị ngọn gió đó thu hút. Miên Chan ngước nhìn lên và nói, đến rồi từ trên cao một cuốn sách mở rộng xuất hiện nhiều sợi tơ lụa bay phất phới và một người xuất hiện đó chính là thần chết thần chết đáp xuống chỗ hai ba con cô bé nhìn gương mặt có phần u ám lạnh lùng ấy khiến cho cô bé giật mình thần chết tung sổ sách ra và bắt đầu đọc người chết Ly jun cheon li che yang theo phù mệnh dẫn đến thế giới bên kia cô bé đột nhiên bật khóc nức nở khiến thần chết vô cùng bối rối bé con không khoan đã tuy nhiên cô bé khóc ngày càng to hơn nữa thần chết ra sức giải thích ta không phải người đáng sợ đâu ta chỉ định giúp em và ba có thể đến nơi tốt đẹp nhìn thấy thần chết ra sức dỗ dành mà cô bé vẫn không chịu nín min chan hỏi là người mới à sợ để thần chết tự lo liệu thì đến đêm mất min chan liền đi đến đó giải quyết ông già hỏi ngươi đi đâu vậy đi dỗ trẻ con chứ còn đi đâu nữa nếu muốn nói nốt chuyện đang nói dở thì đợi một lát đi cậu đáp ông già im lặng không nói gì thêm min chan đến bên cha con cô bé và mở lời chú chết do làm việc quá sức đúng không người cha chỉ khẽ gật đầu Minh Chan nói thêm, chắc chú không có sức để bế đứa trẻ lên nữa nhỉ, để tôi ôm một lát được không? Nhóc, lại đây nào. Minh Chan quỳ xuống, dịu dàng đưa tay ra đón cô bé. Bé con rời khỏi vòng tay cha, vừa khóc vừa đi đến chỗ Minh Chan. Cậu ôm cô bé lên và dỗ dành, sao lại đột nhiên khóc thế, giật mình hả? Không thì sao, nhóc sợ lại phải rời xa bà à? Cô bé nắm chặt lấy áo cậu, sau đó ngước nhìn lên cậu như thay cho đáp án, đúng vậy ạ. À? Min Chan nói thêm, anh nhiều và để nhóc được sống cùng ba ở kiếp sau nhé. Đúng với mong muốn của mình, Cô bé vui mừng gật đầu lia lịa. Miên Chan mỉm cười đáp lại, "Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với anh ta. Nhóc biết mà, nếu như, nếu nhóc sinh ra lần nữa và sống cuộc đời khác, nếu lúc đó nhóc cũng có thể nhớ lại khoảnh khắc bây giờ thì hãy đến tìm anh. Nhóc đã cứu anh ở khách sạn mà, vậy nên lần sau anh sẽ bảo vệ nhóc, để nhóc sống lâu thật lâu hơn bây giờ, anh hứa đấy." Cuối cùng, cô bé buông bỏ vương vấn, tự nguyện về thế giới bên kia cùng cha mình. Khi sợi dây vải bay lên cao, cô bé ngước nhìn xuống mọi người. Min Chan mỉm cười vẫy tay chào cô bé. Bé con cũng vẫy tay chào lại, cô bé cười tươi để lộ ra chiếc răng súng đáng yêu. Mọi người cũng như Min Chan đứng đó nhìn theo cho đến khi cô bé biến mất vào hư không. Một lát sau, thần chết cất tiếng, ừm, nhưng mà, tôi để ý từ nãy đến giờ, thứ ở eo cậu ấy, tôi cũng phải đưa thứ đó đi sao. Lúc này Min Chan mới ngó nghiêng nhìn thử eo mình có thứ gì, thì phát hiện một con quỷ bám phía sau. Cậu giật mình hất mạnh nó xuống đất. Ông già đứng bên mỉa mai, ta tự hỏi bao giờ ngươi mới nhận ra. Cậu chửi, giật hết cả mình biết thì sao không nói đi hả? Thần chết cúi đầu nói, dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn, vì tôi rất khó gần bọn trẻ. Đeo khuyên tai lủng lẳng và bày ra về mặt vô cảm, thì đương nhiên chúng sẽ sợ rồi. Dạo này các tiền bối ở thế giới bên kia, không dạy à, kiểu tóc đó lại là sao nữa, ngươi là người nước ngoài hả? Không lâu trước đây chúng tôi đã được tự do kiểu tóc, thần chết đáp. Miên chan reo lên, oa, thật á, nghe nói âm phủ không có đủ nhân lực, nên có vẻ gấp gáp ha, đến cả phương châm nội bộ cũng thay đổi. Ngươi bắt đầu làm việc từ lúc nào, kỳ tuyển dụng thứ bao nhiêu. Kỳ 817, thần chết bẽn lẽn trả lời. Minh Chan khoác vai thân thiết nói thêm, gì chứ, đúng là nhóc con mà, vậy chắc ngươi chẳng biết gì cả nhỉ. Khi thần chết đến dẫn độ người chết, nếu được tiếp đãi thì phải làm gì? Thần chết lúng túng trả lời, vâng, tôi đã nghe khi nhận bàn giao công việc. Theo luật của thế giới bên kia thì, khi được con người tiếp đãi những thứ như quần áo, đồ ăn thì nhất định phải chấp nhận một thỉnh cầu. Và còn, nghe nói từng có chuyện một người đã sống đến 160 tuổi bằng cách lợi dụng điều này. Vào thời điểm đó, bầu không khí của âm phủ không tốt nên phải đặc biệt chú ý ừm biết rõ ha nhưng mà không chỉ đồ vật mà khi nhận sự giúp đỡ của con người cũng vậy ngươi có biết bao gồm cả việc đó không hả min chan tự tin hỏi lúc này thần chết mới giật mình hốt hoảng hả tôi chưa nghe chuyện như vậy không biết sao không phải việc gì khác mà ta đã giúp ngươi dẫn độ người chết đấy xét theo khía cạnh nào đó thì ta đã làm thay công việc của ngươi mà nghe nói nếu không tuân thủ luật của thế giới bên kia thì nghiệp chướng sẽ tích gấp đôi chẳng phải thần chết là những tên đã phạm tội nặng ở kiếp trước sao bộ ngươi đi xe trượt tuyết bằng da người hay gì định làm công việc này trong bao nhiêu lâu nữa vậy khoảng hai mươi năm à nghe những lời đe dọa thần chết hoảng sợ nói cậu nói gì vậy đời nào có chuyện khủng khiếp đó cái tên không có ký ức như ngươi thì biết sao được min chan đáp bà địa tam thần chỉ lấy ký ức của đối tượng hồi sinh và bảo quản ở kiếp sau nhưng tội nhân như tôi thì vẫn giữ nguyên như vậy thần chết trả lời như được khai thông điều gì đó min chan trợn tròn mắt ngạc nhiên ngươi nói bảo quản ký ức à lúc này thần chết mới giật mình bụng miệng mình lại vì lỡ lời nói ra min -chan lập tức dấn tới hỏi dồn đó đúng là thông tin thú vị đấy nói tiếp đi tuy nhiên thần chết đánh chống lãng đáp tôi không biết cậu đang nói gì nữa tôi phải đi làm việc đây như cậu thấy những người chết tôi phải đưa đến âm phủ khi đó ông già đằng đằng sắc khí tiến tới từ phía sau thần chết đặt tay lên vai thần chết mà cảnh cáo ta cũng cảm thấy hứng thú miên chan tiếp lời đúng vậy đó là thông tin thực sự thực sự quan trọng với bọn ta thần chết ấp úng không không được vốn dĩ đây là chuyện người bình thường không được biết miên chan cáu gắt gì cơ lẽ nào ngươi cứ thế buột mồn nói ra bí mật như vậy nếu âm phủ biết việc này thì ta không nghĩ chỉ bị giáng chức là xong đâu nếu ta đi bếp xếp ở đâu đó thì lớn chuyện mất đúng không ông già nhanh chóng phối hợp mặc dù là ký ức hồi nhỏ nhưng ta từng thấy cảnh tượng một người lẻo mép bị xoắn lưỡi thành ba nghìn vòng chắc ngươi vẫn chưa biết chuyện đó hả thi thoảng họ cũng dùng lưỡi của tội nhân để làm đàn tì bà âm thanh đó rất là anh thần chết bị dọa đến run lẩy bẩy cầu xin tôi phải làm sao đây thật tốt khi ngươi chịu hiểu min chan hài lòng đáp ta phải nghe nốt chuyện ngươi vừa nói đã chuyện bảo quản ký ức ở thế giới bên kia là sao thần chết tội nghiệp nói tôi đã nói rồi mà theo nguyên tắc thì không được tiết lộ cảm nhận thấy luồng sức mạnh trên vai thần chết giật mình né tránh lửa yêu tinh sao min chan nói tên đó hả lúc đầu ta cũng không biết nhưng hắn là yêu tinh đấy gì cơ không thể nào thần chết ngạc nhiên nói sao lại không thể min chan hỏi lại mỗi thần chết trực thuộc các bộ phận khác nhau chúng tôi thu thập linh hồn của con người động vật và thực vật nhưng yêu tinh nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi và vị này nhìn thế nào cũng không giống một yêu tinh điển hình đôi mắt thần chết sáng lên và nói thêm trông như con người vậy. Miên Chan hỏi lại, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Thần chết lắc đầu lia liệng, không đâu, không đời nào tôi lại mắc lỗi như thế này. Vì mắt của thần chết được Diêm Vương điểm xuống nên rất chính xác. Vậy thì là gì? Ngươi đang nói nhảm để thoát thân đấy à? Thần chết mở sổ sách ra vừa kiểm tra vừa nói, vì thấy kỳ lạ nên tôi mới nói vậy. Nhìn đi, nếu là con người thì chắc chắn sẽ có ghi chép trong danh sách. Tuy nhiên anh ta kinh ngạc khi không hề thấy tên của ông già đâu cả. Miên Chan chừng mắt nói, ta đã bảo đừng có nói nhảm rồi mà. Ông già xen vào, chờ chút, cuộn giấy đó dùng để làm gì vậy miên trang ngạc nhiên hỏi gì chứ ngươi không biết danh sách là gì à đó là danh sách của thế giới bên kia thứ ghi chép tuổi thọ của tất cả sinh vật diêm vương đã tạo ra nó ngươi không biết thật sao ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì cả diêm vương đâu phải vua cùng lắm là quản lý thôi chẳng phải bà địa tam thần mới là người cai trị sao ông già thắc mắc đáp miên trang trả lời không ngờ lại có khoảng cách thế hệ trong lịch sử chính trị của thế giới bên kia thế này đợi đã nghĩ lại thì chẳng phải danh sách có ghi chép cái chết của Kim Seo Ho sao? Thần chết thắc mắc hỏi, đó lại là ai nữa vậy? Min Chan đáp, tên vợ cũ đã phản bội hắn. Thần chết trả lời, nếu là người đã chết thì tôi có thể kiểm tra giúp. Nếu cho tôi biết ngày sinh hoặc nơi sống thì. Ông già lập tức nói, vua Jin He năm thứ ba, có lẽ là mùa hè. Thần chết nghiêm túc tra sổ sách, xem nào, nếu là vua Jin He năm thứ ba thì. Năm 525, Kim Seo Ho, Kim Seo Ho, hắn đột nhiên khựng lại, không có người nào như vậy cả. Ông già ngạc nhiên, gì cơ? thần chết cẩn thận hỏi lại kim seo ho sinh vào thời vua jin hay năm thứ ba đúng không ngay cả người cùng tên cũng không có ông già giận dữ túm lấy áo thần chết đúng là vớ vẩn diêm vương thì trở thành vua danh sách gì đó nữa toàn là lời nhảm nhí thần chết dãy nãy tôi chỉ trả lời câu hỏi của hai người thôi mà rõ ràng là người tên kim seo ho chưa từng được sinh ra ông già tối sầm mặt mày một luồng sức mạnh bộc phát nơi bàn tay hắn Cầm ngay phải sửa cái thói ăn nói ngông cuồng đó mới được ta sẽ đốt trụi cái họng đó minh chan lập tức ngăn lại dừng lại đi mặc dù ngươi đã bị giam cầm suốt 1.500 năm nên không biết gì hết nhưng tuyệt đối không có chuyện danh sách xảy ra sai sót ông già hét lên nhưng thằng nhóc này nói kim seo hô không tồn tại quá vô lý còn gì không phải vì bị giam cầm lâu quá nên ngươi đã nhầm lẫn đấy chứ min chan hỏi lại nhầm sao có khả năng đó mà đối với thần linh đó cũng không phải khoảng thời gian ngắn nói thật thì có gì đảm bảo rằng ký ức của ngươi không bị bóp méo trong khoảng thời gian đó không ông già từ từ thả cổ áo thần chết ra ngươi đang muốn nói rằng kim seo ho là nhân vật trong tưởng tượng của ta sao Min Chan giải thích, ý ta là hãy cân nhắc khả năng đó. Ông già lập tức ngắt lời, không đời nào ta lại không nhận ra ngươi, ta nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về ngươi, không đời nào ta nhầm lẫn. Sức mạnh yêu tinh bao trùm, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, ông già cứ thế biến mất. Min Chan hét lên, này, ngươi đi đâu vậy, mẹ nó, cũng đâu phải trẻ con, thiệt tình. Thần chết tội nghiệp cất tiếng, xong chưa vậy, tôi đi được chưa? Đi gì mà đi chứ, ta vốn dĩ chưa nghe được đáp án cho câu hỏi của mình còn gì. Chuyện đó thì tôi không thể cho cậu biết được, thần chết có rú người, Ly Nhi đáp. Minh Chan chán nản, chẳng có gì nên hồn. Có dụng cụ chuyên dụng cho thần chết các người không? Đưa ta cái đó. Thần chết hốt hoảng, gì cơ, sao lại? Ta sẽ không lấy nó đâu, chỉ cần cho ta xem một chút thôi, Minh Chan nói. Thần chết đưa ra một vật bằng gỗ có hình dáng kỳ quái. Minh Chan tỏ ra ngạc nhiên, ta chỉ nói đùa thôi, nhưng các ngươi vẫn còn dùng mấy thứ này sao? Thật điên rồ. Nhưng mà, cái này cũng tốt. Cậu định làm gì với nó thế? Minh Chan lấy ra con dao vắt dưới cổ chân và nói, đảm bảo phương thức liên lạc. Cậu dùng dao cắt đi một cái rễ trên đồ vật kia. Thần chết tái xanh mặt hét lên, cậu làm gì thế hả? Miên trang tỉnh bơ đáp, cắt một cái rễ thì không chết được đâu. Nếu ngâm trong nước thì vài ngày cây tre sẽ sinh trường. Với thứ đó, ta có thể tạo ra bùa của riêng mình và kết nối trực tiếp với người. Ta sẽ liên lạc khi cần nên cầm lấy đi. Miên trang quang trả cho thần chết phần còn lại. Cậu nói thêm, để phòng hờ thì ta khuyên ngươi đừng có giở trò vớ vẫn. Vì nếu cắt đứt liên lạc, thì ta sẽ tố cáo với thế giới bên kia toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay. Biết chưa hả? Hẹn sớm gặp lại thần chết rơm rớm nước mắt, đúng là ác ma. Min Chan giờ phải đi tìm ông già, vừa đi cậu vừa cảm giảm, lần nào cũng thành ra thế này, tên chết tiệt. Nếu muốn chuyện tiến triển hơn thì sao tự dưng lại nổi cơn khùng lên làm cái gì, hại mình phải đi tìm, tên khốn. Nhìn thấy gì phía trước khiến cậu khựng lại đột ngột. Trước mắt cậu, những con rết khổng lồ bao quanh lấy các khu chung cư, tòa nhà. Min Chan nghĩ, sao khu này lại đầy côn trùng vậy? Con quỷ phía sau nhảy lên nhảy xuống, kêu gào liên tục. Cậu quay lại hỏi, ngươi làm sao nữa vậy? Con rết kia tiến lại gần nói, này, ngươi đã làm thế nào vậy? Miên Trang ngạc nhiên vì mấy thứ này, không phải quái vật bình thường mà. Con rết tiếp tục hỏi, này, trả lời đi. Cậu lập tức lùi lại, vì nếu bị bu lại theo bầy như thế này thì sẽ trở nên rắc rối. Vì giờ cậu chỉ có thể một mình chiến đấu. Ngay khi đó xuất hiện một con phía sau, nó thầm thì vào tai cậu, ta hỏi ngươi đã làm thế nào cơ mà? Miên Trang nhanh nhẹn rút dao ra, tuy nhiên con rết cũng nhanh không kém, bay vút lên cao tránh được đòn tấn công của cậu. Cậu trả lời, làm cái quái gì chứ hả? bọn chúng nói ngươi đang mang linh hồn của yêu tinh sao thứ quý giá đó lại tràn trề trong cơ thể con người chứ chỉ cần có thứ đó thì ta có thể quay trở lại nếu có linh hồn của yêu tinh thì bọn ta cũng có thể trở thành mãng xả một lần nữa bọn rết khổng lồ đồng loạt xông tới miên chan lùi lại sau đó dùng dao chém một nhát đứt đầu một con miên chan lấy thế đá một cú mạnh vào người con rết còn lại tranh thủ thời cơ cậu lập tức bỏ chạy miên chan túm lấy con quỷ đi theo mình lúc nãy và bảo này ngươi biến thành đồ vật sắc nhọn đi ta để kiếm ở nhà rồi nên bây giờ rất khó chiến đấu con quỷ uốn éo cơ thể sau đó biến ra một chiếc vật côn trùng Miên trang giận dữ hét lên vật bắt chuồn chuồn thì dùng kiểu méo gì thằng nhóc này còn không làm cho đàng hoàng đi một thứ dài và sắc nhọn cơ mà kiếm hay dìu gì cũng được con quỷ lập tức uốn éo cơ thể lần này thật sự đã biến ra một thanh kiếm sắc bén Miên trang mỉm cười hài lòng phải thế này chứ cậu lập tức quay lại vung kiếm chém con rết bám theo mình một nhát đâm thẳng vào đầu con quái vật một con khác vừa lao đến vừa đe dọa đưa linh hồn cho ta. Min Chan lại giơ kiếm lên, một nhát xẻ dọc thân con rết khổng lồ. Máu và chất dịch của nó bắn đầy vào mặt cậu. Sau khi kết thúc, hai viên kẹo linh hồn rơi ra từ xác con quái vật. lau máu trên mặt, Min Chan tự hỏi, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Sao chúng lại tìm linh hồn yêu tinh từ mình? Cậu nghĩ, không lẽ là do thuật trói hồn? Vì linh hồn của cả hai đã trói buộc thành một. Dù vậy thì khi ở cùng với tên đó, mình chưa từng bị bu lại đến mức này. Sau khi giải quyết đám rết phía sau lại xuất hiện đầy quái vật bám theo ông già cảm nhận thấy cơn đau nhói trên cơ thể hắn nghĩ mình cảm nhận được cơn đau từ nãy đến giờ cậu ta đang làm trò gì vậy nhỉ định gọi mình giống lần trước sao nhớ lại lời min chan lúc nãy không phải vì bị giam cầm lâu quá nên ngươi đã nhầm lẫn đấy chứ hắn xoa xoa cổ mình tưởng làm vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn quay trở lại chắc hắn vừa đi vừa chửi nhầm lẫn sao nực cười thật dám coi ta đây như tên ngốc ư ta sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh kim seo Ho tồn tại và cho cậu ta thấy đứng trên đồi nhìn xuống hắn nghĩ đúng vậy nếu quay lại đô thành mà hai ta từng sống thì chắc chắn có thể tìm thấy dấu vết của kim seo ho kết quả là ông già xông vào một giảng đường và hét lên lại đây ta phải đi tới seora lập tức hắn bị bảo vệ lôi ra ngoài trong sự tò mò của sinh viên đứng trước trường học hắn nghĩ vì có nhiều người ra vào nên mình đã nghĩ đó là quan phủ có vẻ phải tìm nơi khác rồi ông già lại xông vào một nhà vệ sinh công cộng và hét lên này bốn mắt nhìn nhau trong tình cảnh éo le ngay lập tức bảo an tòa nhà xuất hiện đuổi theo tên biến thái ông già nhanh chân bỏ chạy nơi này cũng không phải sao sau đó ông già lại lao vào quán nét và hét lên ra đây mấy game thủ đổ dồn ánh mắt chán ghét nhìn hắn ông già bối rối rốt cuộc quan phủ ở đâu vậy